Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Thì hiện giờ con cũng đang có mặt tại bonsai cây cảnh Huy Hoàng, khu vườn của chị Huy. Thì hôm nay chị Huy giới thiệu một cái lô cây mới hả quý cô chú, để cho quý cô chú tham khảo lựa chọn mình có thể trang trí cho nhà của mình trong cái dịp sắp tới luôn, Tết sắp tới luôn. Rồi con mời quý cô chú cùng gặp chị Huy để mình giao lưu. Dạ em chào chị Huy ha. Dạ em chào anh Khánh, em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh bonsai Lục Tỉnh miền Tây ạ. Hôm nay bonsai Huy Hoàng nhà em sẽ giao lưu cùng quý cô chú anh chị gồm có khế, ổi, mai chiếu thủy và có lâm dồ kiều hùng nữa ạ. Em thì ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ, số điện thoại của em là 0939081082. Dạ rồi. Dạ mã đầu lai của bonsai Huy Hoàng ngày hôm nay đây là một cây khế Mỹ á cô chú anh chị. Đó. Mã này là mã 1Y ạ. Khế Mỹ chị ha. Dạ cái gốc là khế chua anh, rồi em ghép với khế Mỹ. Dạ rồi. Khế Mỹ á, thì nó sẽ cho trái từ ở trong thân này luôn, nó cho trái chùm chùm nhiều hơn khế Nhật nữa anh. Đó. Dạ rồi. Cái lá nó cũng đẹp nữa nè, lá nó sáng sáng nha. Nó quắn quắn sáng sáng vậy đó chị ha. Dạ. À. Đẹp lắm. Mà cây gốc này cũng quái quý chú, cái gốc khế này cũng quái. Em xin phép đo thông số mà cây có chiều cao lên đây là 52. Dạ. Em đo cái chiều dài từ cái tán bên đây qua bên đây là được 54. Rồi. Cái thân em đo ngay chỗ này là được 31. Dạ rồi. Này. Rồi. Cái hoành đế dưới đây ạ, cái độ đo ngay cái độ quái ở đây ha là được 59 ạ. Dạ. Cái gốc này nhìn rất là quái luôn á cô chú anh chị, và đặc biệt là cái gốc này nó già dữ lắm luôn rồi nè. Đó, đây là có mặt cắt ha. Này, cây co lắc quái lắm mà thân nó cũng to nữa. Mặt cắt cũ chị ha, nó dạ. Cho nó sành lâu rồi. Sam cứng có, hết rồi. Có những cây co này rất là độc đáo nè quý cô chú. Nửa trái là nó mọc từ trong đây nè, nó mọc dài ra là chùm chùm đỏ rất là đẹp luôn. Dạ. Mã này là mã 1Y hết cô chú anh chị. Cây này là cây khế Mỹ, em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1,9 triệu. Một triệu chín, em không có ship chậu, cho phép em rút chậu bó bầu ạ. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị, mua về sưu tầm hết cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin phép xuống cây ạ. 1,9 triệu trong ngày quý cô chú. Dạ tiếp theo là mã 2Y. 2Y đây là một cây ổi tàu siêu trái á. Này. Cây này thì cũng giống như những cây trước á, là em đã cắt đọt để làm trái rồi, nên là cô chú anh chị an tâm về vụ trái đi ha. Với cây nó thuần chậu nữa. Em đo thông số ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 33. Tán ngang là được 45. Tán dài là được 80. Dạ. Cây em đo cái quỳnh cũ ở dưới đây ạ. Quỳnh cũ là được 31 đó cô chú. Ngay cái thân ở đây ha. Dạ quỳnh thân là được 15. Cây này là mã 2Y ha, cây ổi tàu siêu trái. Cây này em bao ship toàn quốc với giá là 1,7 triệu. Đó, 1,7 triệu ha cô chú anh chị, và em cũng không có ship chậu. Này, cho phép em rút chậu bó bầu ha cô chú anh chị. Cây nó bay ra rất là khéo cây luôn. Và cốt thì nó cũng đã lớn, tụi em đã vô hai lần dây cho mình rồi. Về cô chú anh chị sang chậu là chơi thôi ạ. Dạ rồi. Rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ đổi luôn chị ơi. Dạ tiếp theo là mã 3Y. Bay thì em sẽ lên cho cô chú anh chị, đây là một cây kiều hùng. Dạ, cây kiều hùng. Cây kiều hùng dáng này rất là đẹp luôn, về cô chú anh chị cũng sang chậu giùm em ha. Cây dạ. Nó thuần rồi. Cây này đang có hoa đó cô chú anh chị, nó đang nụ rồi nè. Đó, đang nụ ở đây nè. Đó, nữa nó sẽ nở là bông màu hồng đó cô chú anh chị. Dạ đây. Rồi. Đó, cây đang có nụ rồi. Rồi em đo thông số luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 55. Cái tán dài là được 55 luôn đó cô chú. Này. Rồi hoành thân cây là được 18. Em đo cái hoành đế à, hoành đế là được 51. Yeah. Cây này dáng bay nằm ra như gì hết cô chú anh chị. Đó, tàn ngắm cốt cành lớn luôn. Liên dạ mã 3Y ha. Cây kiều hùng này em bao ship toàn quốc với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu hết cô chú anh chị, và em cũng không có ship chậu, cho phép em rút chậu bó bầu ạ. Yeah. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị, liền lạc không có lỗi luôn, giờ cốt lớn ha. Đế cây đang luôn. Nụ luôn. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ rồi. Đế ok luôn chị quý cô chú. Dạ tiếp theo là mã 4Y. 4Y em lên cho cô chú anh chị, đây là một cây đề trắng. Đó. Cây lâm vồ chị ha, đề dạ, trắng. Dạ, cây lâm vồ hay còn gọi là cây đề trắng ha. Cái cây này là cái rễ á, cái rễ á cô chú anh chị. À, chị có hình dung ra được nó là cái hình gì không? Cái này giống như một cái chữ á. Đúng em rồi, chưa... một cái chữ, nhưng mà chị có biết chữ gì không? Dạ không. Cái này giống như chữ tạo cô chú. Dạ, nhưng mà chữ tạo mà chữ gì thì con chưa biết. Chưa nghiên cứu ra. Rồi em đo cái chiều cao mà lên tới đây là được 60 ha, còn lên tới cái bộ anh đây là được 35 đó cô chú. Này, cái góc này nhìn nó đường cái là nó rất là quái luôn á. Âu da mô Phật. Em đo ngay cái chỗ độ lớn của cái cây hết cô chú anh chị. Đo như thế này đi ạ. Nó là được 78 nè. Cây rồi. Này là cái rễ á, nên nhìn nó quái lắm đó cô chú anh chị. Cái
chỗ này là nó chóc da nè. Mà cô chú anh chị đừng có lo ha. Nó chóc là mốt mốt nó lành là nó sẽ xù lên giống như thế này đây nè. Rất là độc đáo nha quý cô chú. Nó chóc rồi nó sẽ xù lên nè. Đó, cái này là cái rễ, còn hai cái nhánh này là em áp vô á. Mà nó đã dính rồi, cốt nó lớn rồi nên cô chú anh chị cũng an tâm. Dạ rồi, mã 4Y ha. Cây lâm dồ này á, em bao ship toàn quốc với giá là 1,2 triệu. Quá độc đáo luôn cô chú ha. 1,2 triệu là em ship chậu luôn. Cây này nhìn lạ cây lắm, cô chú mua về sưu tầm ha. Giống như chữ An vậy đó. Dạ, mình có thể trang trí thêm nữa ạ. Rồi. Một dạ, tiếp theo là mã 5Y. Đây là một cây kim quýt nữa nè cô chú. Đó, cây kim quýt này thì lá nó vàng là nó già cô chú anh chị. Nó già, nó vàng rồi nó rụng rồi nó ra lọt non rồi. Trái thì rất là nhiều luôn, bông với trái ha. Cô chú anh chị an tâm đi ạ. Kim quýt này là kim quýt xưa mình đó nghe cô chú. Kim quýt này kim quýt Vinh đó. Cây này là chiều cao là 35. Tán ngang là được 52. Tổng tán dài là được 82. Đây cho trái nè quý chú. Trái nhiều lắm. Cây có hoành thân là 10 á cô chú anh chị ơi, cây này về nhà mình từ đây tới Tết đó là trái đỏ cây luôn cô chú anh chị ơi. Trái muốn gần hết cây luôn rồi. Dạ hiện rồi. Giờ là trái nó xanh xanh. Dạ mã này mã 5Y ha. Cây kim quýt này em bán 1,5 triệu. 1,5 triệu em ship chậu luôn ạ. Luôn cái chậu luôn hả chị? Dạ luôn cái chậu luôn á anh. Dạ rồi, luôn chậu luôn cô chú ơi. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cái nào mà cô chú anh chị không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha, để em chụp hình Zalo thêm cho mình gõ ạ. Dạ tiếp theo là mã 6Y. Bữa nay em có một cây nguyệt quế cô chú anh chị. Cây này là nó lùng lực lắm luôn. Cốt nó cũng lớn nè. Cốt to già chị ha. Dạ, phơm tàn ấm luôn. Em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là 52. Có cái tán dài ở đây là được 78. Dạ. Cái thân của cô chú thân lớn. Cái thân được 36 ạ. Dạ rồi, 36. Cốt lớn lắm đó cô chú. Đây. Dạ mã này là mã 6Y ha. Cây nguyệt quế này á thì em bao ship toàn quốc với giá là 1,3 triệu á cô chú. 1,3 triệu em không có ship chậu ha. Dạ. Cây nó có cái mặt cắt ở đây nè cô chú. Đó, cái mặt cắt ha. 1,3 triệu chị ha. Dạ. Cây nó già dữ lắm luôn nên cô chú anh chị an tâm đi, rồi cốt thì nó lớn lắm luôn ha. Cho phép em rút chậu bó bầu ạ. À. Rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Hôm nay là hàng mới không chị ha? Dạ, là tiếp theo là mã 7Y. 7Y là bữa nay em có Linh Sam với cô chú anh chị, mà Linh Sam này là lùng lực không à. Mã này mã 7Y ha, Linh Sam Song Hinh ạ. À. Cây cái tụ thân rất là to luôn. Cây có chiều cao lên đây là 20. Có tán dài là được 49. Nhìn rất là đã quý chú, nhìn lùng lực ha. Cây có cái hoành thân ở đây là được 32 luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Mã 7Y ha. Cây Linh Sam này em bao ship toàn quốc với giá là 800 ngàn. 800 thôi chị ha. Dạ 800. Ồ, cái này thay cái chậu đẹp nữa là nhìn. Dạ thay cái chậu đẹp nữa là cây nó đẹp, nó tàn đá cô chú anh chị. Dạ. Nhìn đẹp. Nó lực dữ lắm luôn à. Đó. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi một cây còn lực hơn nữa ha. Dạ cây này cũng là cây Linh Sam Song Hinh nữa nè. Hai cây nó tương tự với nhau á. Mã này là mã 8Y ạ. Dạ. Cây có chiều cao lên đây là được 25. Có cái tán dài là được 49. Đây. Cây có cái hoành thân là được 34 á cô chú anh chị. Đây. Mã này là mã 8Y ha. Cây này 800 luôn cô chú ơi. 800 thôi chị hả? Dạ 800 bao ship luôn á. Cặp Linh Sam này rất là đẹp. Cô chú lấy một cặp, em bóp thêm 100 ngàn nữa, còn có 1,5 triệu một cặp này thôi á. Rất là đẹp luôn cô chú. Hai chậu là chơi nè. Hai chậu là có hoa lên đẹp lắm luôn á. Rồi em xuống cây luôn ạ. Đổi luôn. Rồi mình dạ tiếp theo bắt đầu em lên khế nha cô chú anh chị. Bữa nay em có khế chua nè. Khế này là khế chua em ghép với khế nhật ha. Và đang có nụ rất là nhiều luôn trái này nè cô chú anh chị. Đó. Mà mấy trái này chắc trong quá trình ship nó có thể rụng á, nhưng mà cô chú anh chị an tâm nha, nó còn nụ nhiều lắm nè. Nụ nó sẽ tạo trái cho mình nè. Rồi cây có chiều cao lên đây là 33. Có cái tán dài là được 44 á cô chú. Này. Rồi hoành thân em đo ngay đây là được 24. Hoành đế là được 37. 8Y. Cây khế nhật này á em bao ship toàn quốc với giá là 800 ngàn hết cô chú anh chị. Và em cũng không có ship chậu ha. Cây em ghép ba bo hết luôn rồi ạ. Cây mắt ghép lớn à. Rồi em xuống cây ạ. À. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ tiếp theo là mã 10Y. Mã 10Y cũng là khế chua ghép với khế nhật ha. Khế này là cũng giá 800 luôn nè cô chú anh chị. Này, em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Nhiều quá. Có cái tán ngang là được 39. Cây này tết là trái nhiều lắm đó cô chú ơi. Hoành thân ở đây em đo ngay chỗ này là được 26 hết cô chú anh chị. Đo ngay cái cổ luôn đi. Cái cổ là được 17 á. Dạ hoành đế là được 40. 10Y 800 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cũng ghép ba bo ha. Đó, cây này là về nhà mình là trái nhiều lắm nên cô chú anh chị an tâm về vụ trái giùm em đi ha. Đây.
Rồi em xuống cây luôn. Dạ tiếp theo là mã 11 ở dưới cô chú anh chị. Đây cũng là khế chua em ghép với khế nhật ha. Đó, cây này thì 600 thôi cô chú anh chị. Cây này nó nhỏ hơn. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Có tán dài là được 35. Em đo quỳnh thăng ngay chỗ này là được 18 á. Nó chiều dài nha. Chiều dài dáng nằm được 20. Cây 11 y 600 cô chú anh chị ơi. Cây này em cũng ghép 3 bo luôn ha. Đó. Và thi xếp thì em cho phép em rút chậu hết nha cô chú anh chị. Cây nó thuần hết nên mình cũng an tâm nha. Về nhà mình Tết có trái nhiều lắm ạ. À. Rồi dạ em rồi. Xuống cây luôn ạ. À. Nằm như con thú vậy đó. Nằm dạ. Dài luôn cô chú. Tiếp theo là mã 12 y. À cây này chơi hoa cũng đẹp đúng cô chú ha. Cây này thì tàn là ấm rồi nè. Bông rồi rất là đẹp luôn rồi nè cô chú anh chị. Đó, cây này phơm tàn ấm nha. Đây mã này mã 12 y, em đo thông số luôn ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 39. Có cái tán dài là được 44 á cô chú anh chị. Đây qua khế á cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Này. Rồi vài ngày nữa nó đậu trái á, nó còn đẹp hơn nữa ha. Tết rồi cô chú anh chị mua cây ăn trái về thấy cô chú anh chị. Cho nhà mình sum túc hơn nữa ạ. Cây có hoành thân em đo ngay cái cổ đây là được 19 á cô chú anh chị. Này. Rồi đo ngay chỗ này được 33. Cây này mã 12 y 800 luôn cô chú ơi. Này 800 ha. Này mã 12 y 800 á. Không ạ. Do một củ rồi. Dạ cây rất là đẹp liền lạc luôn. Rồi em xuống cây ạ. Chơi hoa cũng đẹp. Dạ tiếp theo bắt đầu em lên ổi cô chú anh chị. Ổi thì em bán hàng ngày nè ha. Đó. Và hôm nay thì ổi là nó có nụ hết rồi. Dạ rồi. Rồi rồi em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 28. Có cái tán ngang là được 32. Cây này đang nhiều nụ lắm á cô chú. Này. Có hoành thân là 10. 13 y 700 ngàn. Ổi sữa thân lắc từ nhỏ hết đó cô chú anh chị. Đó. Tụi em đã vô dây về mình sang chậu giùm em để trên bàn ha. Nè nụ rồi nè cô chú ơi. Dạ cây rồi. Này có mấy cái nụ luôn nhiều lắm. 13 y ha 700 ngàn rồi em xuống cây luôn. 700 thôi cô chú ơi. Tiếp tục là ổi nữa. Dạ bữa nay là được 4 cây ổi. Mã này là mã 14 y ha cô chú. Này cây này là cái gọng nó sữa nó nhìn nó gắt lắm luôn à. Cây có chiều cao lên đây là 28. Có tán dài ở đây là 36. Cây này đẹp lắm đó cô chú. Dạ cây này có hoành thân là 10 nè. Cái đế nó nôm lên này ha. Mã này mã 14 y á cô chú anh chị. Rồi cây này bữa nay em bán 700 ngàn luôn ha. 700 cho cô chú anh chị dễ lựa chọn đi ha. Bán rồi, đồng giá luôn chị à. Dạ bán đồng giá luôn rồi em xuống dạ, cây ha. Tiếp tục luôn. Dạ tiếp theo là mã 15 y. Đây cây này thì 750 ngàn hết cô chú anh chị. Đây, cây này đẹp. Đẹp hơn ha. Cây này đẹp hơn dạ. Cây có chiều cao lên đây là được 25. Có cái tán dài là được 45. Cây này đẹp lắm cô chú ơi. Cây này có hoành thân là 10 luôn. Cái đường thân này nó rất là lắc lượng đó cô chú anh chị. Mã 15 y ha. Cây này thì 750 ngàn nhưng cô chú cây này rất là đẹp luôn á. Về cô chú anh chị sang chậu để bàn cho em đi. Rồi nó có trái rất là đẹp. Mình ăn cũng ngon nè. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp tục luôn. Dạ tiếp theo là mã 16 y với cô chú. Cây này em bán 700 ha. Cây này cái dáng nó nhìn nó quái quái. Cây có chiều cao lên đây là được 26. Cái tán dài là 36, cây đẹp. Có nụ rồi nè cô chú ơi. Đó. Đẹp hơn cây vừa rồi đó đó chị. Dạ. Đây. Rồi cây này 700 luôn đi. 700 luôn ha. Dạ. Cây à. Đó, mỗi người cô chú nào mà thích dáng nào thì cứ liên hệ em ha. Cây này nhìn nó quái lắm luôn. Rồi cây này 700 luôn. Rồi mà cây này thân to luôn, tới 11 luôn, 700 luôn. Ngàn luôn cô chú ơi. Mã 16 thôi. Y ha, 700. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ, à, có cây dâu. Rồi tiếp theo mã 17 y với cô chú. Bữa nay em được hai cây dâu ha. Hai cây dâu này là dâu này là dâu vườn của mình nè. À, mà nó vô bonsai rồi cô chú á, mua về để trên bàn ha. Dâu là cho trái quanh năm luôn á. Dạ. Mình lặt lá là nó sẽ cho trái à. Quá trời trái luôn cô chú. Dạ, mã này mã 17 y em đo thông số à. Cây có chiều cao lên đây là được 24. Có tán dài là được 36 ha. Này, cây này nhìn chứ. Quái. Dạ rồi có cái hoành thân là được 12 á. Cây này mình để trên bàn là rất là thích luôn á cô chú anh chị. Mã này là mã 17 y ha. Cây dâu này 500 ngàn em bao ship luôn. 500 thôi á chị. Dạ à, chậu này chậu mũ nha cô chú. Đó 500. Cô chú về mua để trên bàn mình đi cho trái nó chín nhìn rất là đẹp luôn. Rồi em xuống cây ha. Rồi mã 18 y nha cô chú. Cũng là một cây dâu nữa nè. Đó. Cây này cũng đang trái luôn. Mã 18 y. Rồi em đo thông số luôn. Cây này có chiều cao lên đây là được 24. Có tán ngang là được 28. Cây này nó nhỏ nhỏ mà nó có cái củ nhìn quái lắm luôn. Cái củ được 20. Cái thân này được 8 đó cô chú. Cây này nhỏ hơn em bán 400 thôi. Rồi 18 y 400 ha. 400 thôi chị ạ. Dạ. Rồi ship bao ship ship cả chậu nha cô chú. Chậu này chậu mũ á về để trên bàn nhìn thấy cưng lắm luôn. Trái quá rồi.
cái rồi. Quan trọng là có trái dạ. Đó. Rồi em xuống cây luôn. Quan trọng là trái đó cô chú. Mua ủng hộ em cô chú ơi, giá rất là mềm luôn rồi, 4-500 em bao ship luôn rồi. Rồi tiếp theo bữa nay em có một cặp mai chiếu thủy nha cô chú anh chị. Mã này mã 19 y ha. Cây này là ba thân đó cô chú ơi. Đó, ba thân. Ba thân. Dạ, thân. Chụp lại rất là đẹp luôn cô chú. Mà nó cùng một gốc rễ. Cây có chiều cao lên đây là được 72. Có cái tán ngang đơn như thế này đây là được 52. Cây này là tụi em đang làm hoa tết rồi nha cô chú, nó có nụ hết rồi nè. Dạ. Về là ngay chân tết luôn, ngay chân tết là bông là gực cả cây luôn á cô chú. Đây nè, cô chú nhìn giùm em ha. Nó búp búp li ti rồi đó dạ, hả chị ha. Nụ hết rồi anh ơi, tại vì những cây này là tụi em đã lặt lá để hoa làm hoa tết rồi. Dạ. Nên là cô chú anh chị an tâm về cái vụ hoa ngay tết ha. Rồi, cây em đo tổng 3 thân là được 28 ha. Đây ba thân là tam tài nha cô chú, mà thân nhào thân mấy nó già nha, nó nu nè, trung nu mà nó nu ha. Mã này là mã 19 nha cô chú, mã 19 đi ha. Để em đo một thân đại diện đi cho cô chú anh chị biết được độ lớn là được 13 ha. Một thân đại diện. Rồi 19 đi, cây này 800.000 nha cô chú. 800.000 em bao ship về, em không có ship chậu ha. Dạ. Đó. Đóng một cái thùng cũng to luôn chị. Dạ rồi xuống cây giùm em luôn rồi, tiếp tục luôn. Rồi tiếp theo là mã 20 với cô chú. Đó. 20 là cây này cũng là mai chiếu thủy trung nu nè. Cây này rất là đẹp luôn, hai thân nè. Cái này giống như là mẫu tử do thân lớn thân nhỏ. Cái cây, mấy cây này là em lựa không á, nên nhìn nó đẹp lắm đó cô chú, nó chuẩn cây hơn. Cây có chiều cao lên đây là được 66. Dạ rồi. Có cái tán ngang em đo từ đây qua đây là được 55 đó cô chú. Rồi, cây này thân to á, hai thân ha. Mà nó già cây dữ lắm luôn rồi, thân nó nu nhiều nữa. Dạ tổng hai thân là được 28 đó cô chú. Dạ. Này tay cành nó cũng lớn nè, cũng là cây làm hoa tết hết rồi, nụ hết rồi nha cô chú anh chị, yên tâm về vụ tết hoa đi ha. Rồi 20 cây này 850.000 đó cô chú ơi, 850.000 ha. Đây cũng là mã cuối clip của Bonsai Quy Hoàng nhà em ha. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã xem clip và mua cây ủng hộ em. Em xin chào quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây vào những clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, em chào chị ha. Quý cô chú yêu mến nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn nữa nha quý cô chú. Nhà vườn còn rất là nhiều cây đẹp để phục vụ cho quý cô chú. Con chân thành cảm ơn quý cô chú đã luôn ủng hộ anh em nhà vườn và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Con xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú.